công ty chúng tôi luôn đảm bảo kỹ thuật quy chuẩn an toàn toàn máy móc thiết bị các biện pháp đảm bảo an toàn điện an toàn hóa chất. Ngoài ra các lãnh đạo công ty cũng toàn thể anh chị em công nhân 100% được hưởng đầy đủ các chính sách chế độ theo quy định của nhà nước. Chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công.